Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Kiếm Tiền 8.0. Kiếm Tiền 8.0 sẽ hướng dẫn các bạn rút tiền con bot blockchain. Hôm trước mình đã từng review, hôm nay còn một ngày nữa các bạn đi làm nha các bạn. Một ngày trong vòng ngày mai các bạn còn đăng ký được nha các bạn. Rồi đầu tiên các bạn bấm vào nút withdraw nha các bạn. Ủa, sau khi các bạn nó duyệt cho bạn là các bạn có đây 4.000 nha các bạn, 4.000 bot. Rồi các bạn bấm nút withdraw thì nó ra một cái giao diện như thế này nè. Các bạn lấy địa chỉ ETH nha các bạn, bất kỳ miễn nền tảng ETH ERC20 là được. Ví in token MetaMask blockchain tùm lum hết nha các bạn, ví mình cái hết. Rồi các bạn vô ethereum.io các bạn, vô ethereum các bạn sao chép địa chỉ ví nha các bạn. Rồi các bạn qua bên con bot, các bạn bắt địa chỉ ví ERC20 các bạn, bạn dán vô đây nè. Rồi các bạn ghi số số lượng token của bạn, số dư của bạn đây nha các bạn. Rồi các bạn bấm nó submit là ok, là nó nhảy về liền các bạn. Mình đã rút gọn các bạn. Rồi mình sẽ gửi đến các bạn chương trình airdrop tiếp theo các bạn. Các bạn chờ chút các bạn. Thời ơi, nay bấm nút kia nó mau dở. Mình sẽ gửi đến các bạn chương trình airdrop của token UNB nha các bạn. Cái này càng ngon nha các bạn. Rồi UNI chứ. Sau khi tham gia chương trình này góp, các bạn nhận được 10 token UNI này, có khoảng giá được tầm của khoảng mười mấy đô, nó hơn 0.1 đô. Rồi các bạn, đầu tiên các bạn đăng ký một cái địa chỉ mail nè, ảnh nhân Quỳnh nè các bạn. Rồi các bạn ghi cứu, các bạn join hai kênh group Telegram của nó nè. Bạn chờ chút nha các bạn. Làm ai gấp không có tiền liền nữa các bạn. Sau khi chương trình kết thúc mình mới nhận tục cần, mình mới bán ra tiền được. Có những tục cần lít sàn và chưa lít sàn các bạn. Rồi bạn thoát ra. Rồi join kênh Telegram channel của nó nè các bạn. Các bạn join vào nha các bạn. Rồi các bạn thoát ra nha các bạn. Các bạn vào ba chữ gạch copy username, mình vào setting nè. Copy username này nha các bạn. Rồi các bạn ghi cái username Telegram của mình vào đây nè. @ nha các bạn. @0329931577 0329931577. Con này không có tiếng dép. Rồi các bạn bấm vào nút chọn như đây nha các bạn. Các bạn chọn dép nha các bạn. Rồi bấm nút tiếp nha các bạn. Rồi nó qua gì các bạn bắt địa chỉ với ERC20 ETH nha các bạn. Các bạn cũng lấy ví bên chút wallet luôn, các bạn sao chép miễn theo nền tảng ETH20 được các bạn. Rồi các bạn đảo là cái firm nè, các bạn bắt vào nè. Rồi các bạn bấm tiếp luôn các bạn. Rồi cho lót chút các bạn. Rồi mình trả lời được 3 câu chính xác. Bắt đi bắt nèo up boy dummy o. Phan các bạn click vào cái trang web này để thử các bạn. Click cho có lệ thôi. Rồi các bạn lướt lên vậy thôi, bỏ các bạn. Rồi các bạn bỏ các bạn.
Rồi các bạn bấm tiếp nha các bạn. Rồi, nó kêu mình trả lời câu hỏi nha các bạn. Rồi các bạn lướt vào cái trang ethescan.io.token này các bạn. Rồi các bạn lướt vô lướt coi chơi thôi nha các bạn. Con này gần 10.000 tờ. Tổng cung của nó gần 10.000 tờ. Listing for market cap. Contract của nó. Số thập phân là 8. Rồi các bạn thoát ra các bạn. Tại thiết cho có lệ thôi các bạn ơi, mấy cái này. Rồi các bạn click vào cái trang coi cấp cô luôn đi. Giá của con Omnity là 0.02. Nữa list trên sàn coi cấp cô này các bạn. Nữa sau khi nhận tục cần thì giá dự kiến thôi chưa ấy à. Nữa các bạn có mà nói có UD nữa các bạn. Rồi. Rồi mình hướng dẫn các bạn tiếp nha các bạn. Đầu tiên thì các bạn chọn vào lô tiên các bạn. Rồi thứ hai bạn chọn Ether scan các bạn. Số 3 là nay chọn tổng cung là 9.000 mấy, gần 10.000 các bạn. Số 2. Rồi các bạn bấm nút tiếp nha các bạn. Rồi số phần này số 8 nha các bạn. Giá không hết nói là giá con này là chừng nữa bao nhiêu nè. Mình chấm là 0.50 đi. Phần các bạn 0.50. Năm trên sáu pháp hai ngày bạn 0.50 8 0.50. Rồi các bạn chọn vào một up boy nè các bạn, UEB boy nè, sàn dùng số 2 nha các bạn. Rồi các bạn chọn 0.50 nữa nha các bạn. Rồi các bạn chọn Omniwet nè, WAP nè các bạn, số 3 nè các bạn. Rồi các bạn bấm tiếp nha các bạn. Rồi các bạn nhấp vào đây nha các bạn. Các bạn chọn dép nha các bạn. What to u boy. Rồi nó hỏi, nó kêu mình đánh giá nha các bạn. Đánh giá ai góp của nó gì. What inter zoom out of boy. Thank you. Các bạn ghi dùng Google dịch ra nha các bạn. Mình cũng không biết luôn. Ê, thánh kiều con chưa kêu chi nữa. Thánh kiều good. Thánh kiều. Cảm ơn, good là giỏi. Good là buổi sáng, good là chào. Thôi, thánh kiều thôi. Rồi các bạn muốn gỡ nha các bạn. Rồi, vậy chương trình này đó mình kết thúc nha các bạn. Con này kết thúc vào ngày 31 tháng 3 năm 2020. Nhận 10 tốc càng gì cũng được rồi. Chào tạm biệt tất cả các bạn nha.